Rồi, hiện tiên xin chào quý ông bà cô chú ha. Bây giờ là đang đo đỉ chuẩn bị cho cái ngày lễ Vu Lan. Như chị Hồng Loan cũng đã nói là sẽ hơi rạp cô chú anh chị, nên bây giờ anh Ngọc đang phụ mấy chú đo luôn. Đó cô chú anh chị. Đó, đang trong quá trình mà nghiên cứu để dựng rạp cô chú anh chị. Tương lai là sẽ có một cái ngày Vu Lan rất là lớn nha cô chú anh chị. Đó, và chị Hồng Loan cũng đã lên làm việc phía bên Hoài Viên để cái căn rạp dựng sân khấu đó cô chú anh chị. Dài tới đó luôn cô chú anh chị ơi. Con làm gì kỳ vậy? Dạ. Là đo để chuẩn bị dựng sân khấu thôi. Rạp của chị Hồng Loan hôm qua chị lên làm việc đó. Bao nhiêu căn nè, quá luôn rồi cô chú anh chị ơi. Mình nghĩ là cái ngày lễ Vu Lan này sẽ rất là vui nha. Đó, phía đây thì anh Toàn là đang rửa mộ cho chú Giang Châu rồi nè cô chú anh chị. Gần đến ngày lễ lớn rồi nên là phải rửa dọn. Người rửa cùng với anh Toàn là cháu anh. Đó cô chú anh chị. Đố anh ha, nhà đó dựng bao nhiêu căn rạp? Bà con cô bác nhớ cái buổi cái chất liền. Em biết không? Em hả? Em không biết. 9 bàn. Hả? 9 bàn. 9 bàn. 90 bàn. 9 bàn má ơi. 9 bàn ở đâu? Ở đây luôn. Sân khấu. Wow. Sân khấu đâu anh? Nãy giờ anh đo đo sân khấu. Nãy giờ là anh sân khấu dài mấy mét? Anh Ngọc phụ với chú đo. Thước luôn, thước cho 8 mét. Sân khấu hết thước. Anh biết nghệ sĩ nào không? Anh đúng. Cái chỗ này là chỗ sân khấu đó. 9 bàn luôn cô chú anh chị. Vậy là 9 bàn đây riêng hả ta? Chứ em nhớ là Liên Quan Tệ Đàn nghe nói nhiều lắm mà. Thấy không? Có hai anh đang có những dự tính của chú anh chị, những kế hoạch, lên kế hoạch. Thank you.
Châu. Bây giờ anh Ngọc với lại chú hoa này tới bữa đó là hai chú quản lý đang đo để tính của chú anh chị. Hiền ba người được nhận quà. Để mượn 3 tấn. Mỗi người là được 10 ký gạo của chú anh chị. Không biết để bố trí lực lượng bảo vệ. Bảo vệ hiện trường công an. Công tác bảo vệ hôm đó là chỉ cần nghe nói có anh Vũ Lưng nè, Rồi anh Vũ Luân, rồi chị Bình Tinh rồi. Để đo đèn của chú anh chị Ngọc Quyền nữa. Vũ Lưng là chủ sĩ. Nghe nói là Ngọc Quyền, có Ngọc Quyền là bắt đầu là có chú nhiều quý. Còn mấy ngày nữa thấy mấy chú xuống mà lo mà ha. Vậy là anh không biết đo đèn rồi đó. Rất háo hức. Bữa đó có 15 ếch đó nha cô chú. Đó có 15 con ếch nữa. 15 con luôn. Ủa bữa đó nghe nói anh Niêu đi đâu hả? Có không, bữa đó anh có anh chứ, còn dễ gì. Thì anh bữa đó em, bữa đó anh còn đem quà cho phát cho bà con mà. Bữa em nghe nói bận ngày lễ Du Lan đi sự từ thiện gì đó đâu. Dễ gì em, ngày đó là anh qua vô đây. Đi bà vô đi vòng lo hát nữa mà. Anh có mua quà nữa mà, bữa nào đi mình đi mua quà. Mua quà gì anh? Anh biết mặt mua rồi, biết rồi vô chủ tiệm mua. Bữa nào mai đi với anh đâu? Mai đi mình đi. Đi sớm sớm nha, chứ cận ngày á là đông lắm rồi mình không có bỏ chú được đâu. Đông lắm, anh đi mà không hết đâu. Vậy giờ muốn xe cho ba gái chở sao? Mình mua xong cái mình tìm địa điểm để. Anh mua quà gì mà sao mà chở không hết ta? Gì vậy anh, trái cây. Biết mặt. Để phát hiện luôn. Thế em nghĩ nếu phát hiện á, đường mắm muối bột ngọt. Đúng rồi, cái gì nó tiện nhất anh ăn giới luôn. Mắm muối bột ngọt. Anh lấy cái hàng ơi. Cái này đó anh đi mua. Chúng là đang đo nè, chú chị. Tại vì mình tặng gạo thôi, mình tặng gạo là phải đường mắm bố ngọt đi nữa. Đó, cảm ơn cho cô chú. Mình như có cho được 200 phần à cô chú. 200 phần hả anh? Đó, anh Ngọc quá biết rồi. Anh Ngọc quá biết rồi. Nói chung là tới bữa đó bóc lên vợ, bóc lên bảo là phải trên 2.000 người. Vâng. Nhưng mà cũng có thể là con số nó sẽ tăng dọt coi như em để cái bấm cứ nghe bấm vậy em đau. Em đi nước này nè. Nói chung là làm à vậy hả? Tới ngày đó. Thấy không? Kiểu là nó đó, nó im, nó không bị hao đi, nó không bị giật phơ. Đó. 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 Phiếu đã phát gạo là đã 103 rồi. Anh đi mình nữa. Phớ rồi đó. Chồng mình mấy chồng tính. Người hâm mộ người ta nghe này tí nữa. Không tiền đâu. Vì đây có nước suối ăn, có đồ ăn. Có con chay, đã con chay nữa nè. Ăn miễn phí nữa, được uống nữa nè. Được gì gì biến thần tượng nữa. Tính đi rồi. Đúng rồi, biết ô tô thuê xe ô tô lên. Quan trọng là không biết nó có giữ xe không ha. Có chứ. Bữa đó là phải có bảo vệ nhiều lắm á. Em nghĩ hay là nghĩ là có công an nữa. Thì đúng rồi, y như bữa hổm 100 ngày của cậu là cũng có công an. Nhưng mà kỳ này là hoành tráng hơn 100 ngày luôn á. Đúng rồi. Có chạy hãm rồi cô chú anh chị ơi. Báo hiếu, Du Lan báo hiếu. Du Lan báo hiếu. Rồi có dân hệ, rồi hết hạn. Và cái video của Hiền Tiên xin kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video tiếp theo nha.